命运百般如戏。梦境里谁人影，斜阳落空守回忆，相思何处忘记。斩不断爱情厮杀，如果失去他何必独霸天下。Như này, muội xem cánh tay để như thế này, tay phải làm như thế này. Được rồi. Đinh tỷ tỷ, muội có thể luyện võ nhảy múa thì muội thật sự không thể có cách nào khác để có thể tiếp cận với Dương Tầm không? Nhưng đêm nay Dương Tầm mở tiệc chiêu đãi thuộc hạ, duy chỉ có cách cải trang thành bạn múa của ta trà trộn vào mới có cơ hội thành thích được. Hay là chúng ta luyện thêm xem, nếu thật sự không được thì lại nghĩ cách khác. Đinh tỷ tỷ, cho dù tối nay muội hành động ra sao, tỷ cũng đừng có quan tâm. Muội sẽ bảo quốc rì bảo vệ tỷ rời khỏi đó. Ta sẽ không đi đâu. Cha mẹ ta, người thân của ta đều bị quan phủ hãm hại. Tân Mãn chính là kẻ thù của ta. Cho nên lần này ta nhất định sẽ giúp muội một tay. Tỷ yên tâm, muội sẽ liều mạng bảo vệ tỷ an toàn. Không hay rồi, lúc Dương Tầm mở tiệc chiêu đãi thuộc hạ thì không thể mang binh khí vào trong. Như vậy thì chúng ta nên hành thích kiểu gì? Lệnh bài, giao binh khí ra. Lệnh bài, chư vị tướng quân, bệ hạ cảm kích các vị tiêu diệt bọn giặc phản vất vả. Hôm nay đặc biệt mang rượu ngon đến, lệnh cho bổn tư đồ thiết đãi mọi người. Tối nay chư vị tướng quân hãy tận hưởng sảng khoái. Ngày mai theo bổn tư đồ cùng tiến hành đánh Côn Minh Thành, đánh một trận đại thắng oanh liệt. Bệ hạ ban ân mặt tướng nguyện cống hiến vì đại tư đồ.
Nơi này yên tĩnh một cách lạ thường. Vương bá truyền lệnh xuống, bảo mọi người hết sức cẩn thận, đừng gây tiếng động. Từ từ rút lui, chúng ta thay đổi tập kích từ mặt bên của doanh trại. Dân phân tán đi. Bổn tư đồ ra lệnh cho ngươi, đọc tấu một khúc cho bổn tôn nghe. Mau diễn tấu. Ngươi đem cái đàn mang lên đây cho bổn tư đồ. Dừng. Nếu như đã không diễn tấu cho bổn tư đồ, vậy bổn tư đồ sẽ diễn tấu cho ngươi một khúc. Hay cho một trường ca dao. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn hành thích bổn tư đồ? Ngươi rốt cuộc là ai? Địch quân đốt doanh, mau đi bẩm báo đại tư không. Mau đi tìm đại tư không. Hôm nay ta phải thay cha mẹ ta báo thù. Tỷ tỷ mau đi thôi.
Phản quân làm thế nào đột nhập được vào quân doanh? Mặt tướng cũng không biết. Mời đại tư không mau chóng về Tây Doanh chủ trì đại cục. Ngươi chính là Lưu Tú. Chỉ có chút binh tàn thế này cũng dám đến quân doanh. Thông minh một chút, mau chóng hạ vũ khí đầu hàng. Ta và các tướng sĩ đại hán há có thể đầu hàng tên cẩu phản quốc nhà ngươi. Giết! Đốt lửa! Bắn! Là Lệ Hoa, viện binh đến rồi. Ngày chết của các ngươi tới rồi. Quân đệ, giết cho ta. Mau, mau đi đông danh cứu viện. Dân, các huynh đệ, giết! Không hay rồi, đại tư đồ đã chết, đông danh cấp báo, vương tầm đã chết, vương ấp, ngày chết của ngươi đến rồi. Giết! Mau, mau chạy đi. A Nhu, là quân. Tam ca,
Tí tí. Phóng tên. Tí tí. Lệ Hoa. Lệ Hoa. Tí tí. Tí tí có sao không? Tí tí. Tí tí. Tí có sao không? Tí tí. Tí tí, đừng làm đệ sợ. Tí tí. Tí tí. Tí tí không sao rồi. Tí tí không sao rồi. Tí tí không sao rồi. Chúng ta chiến thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Thắng rồi. Quynh định để nó lại làm đồ trang sức trên người ta à? Nếu Quynh không dám rút ra thì bảo Hưng Nhi làm đi. Ta không muốn nhìn thấy Quynh. Mũi tên đâm rất sâu, nàng phải cố chịu một tí. Ta sắp đau chết rồi mà Quynh còn bảo ta cố chịu để ta đi xem thử. Lưu Văn Thúc sẽ không để cho tỷ xảy ra chuyện gì đâu, yên tâm đi. Quynh còn không rút thì ra ngoài đi. Đau quá. Nằm xuống đi. Nằm ngủ một lát đi. Chàng khóc rồi. Xin lỗi nàng. Nếu như chàng bỏ ta lại đi nữa, ta sẽ không tha cho chàng. Chàng sống, ta cũng sống. Nàng chết, ta cũng chết theo.
Ta sẽ không buông tay nữa đâu. Vừa đánh trận xong mà đã quay về, bọn ta vẫn muốn ngài ở lại thêm vài ngày. Chuyện của Lý Dật ngài định thế nào? Đương nhiên hắn với Lý Thứ Nguyên vẫn luôn khuyên đại ca ta khởi binh. Lý gia gần như là bị giết cả nhà. Côn Dương đột nhiên bị bao vây, hắn cũng cùng ta vào sinh ra tử. Bảo ta làm sao xử lý đây? Hắn cũng là nhất thời hồ đồ. Ta biết ngài có thể khoan hồng đại lộ, tha cho hắn một lần, chỉ là người này không thể tin được nữa. Công Tôn, lần này nếu không phải là ngài đã ra tay cứu giúp, ta rất khó để giành được thắng lợi. Trước mắt đại ca đã đánh chiếm được Uyển Thành, chỉ bằng ngài cùng chúng ta trở về, bệ hạ nhất định sẽ phong thưởng. Bỏ đi, trải qua lần này ta cũng đã rõ rồi. Trong quân Hán rốt cuộc ai mới có thể làm nên đại sự? Ta chỉ phục Lưu Văn Thúc ngài thôi. Còn về bệ hạ mới của các ngài, huynh đệ của ngài, một người đánh chiếm được Uyển Thành, một người đánh bại quân chủ lực Tân Mãn, đây không chỉ là công lớn đều thuộc về vua. Văn Thúc, về Uyển Thành nhất định phải cẩn thận. Quận Nam Dương trước, bước tiếp theo của quân Hán là quận Vĩnh Xuyên phụ thành. Yên tâm đi, chiều hướng đánh trận ta sẽ không chống lại quân Hán. Tôi sẽ về phụ thành chuẩn bị thuyết phục thủ thành đợi quân Hán. Lời hứa năm thành đầu hàng trước đây, nói lời giữ lời. Đi đường cẩn thận. Tỷ tỷ nấu cháo ngon thật đấy. Chỉ tiếc là ta sắp phải cùng với Công Tôn về phụ thành rồi. Vậy muội muội, nếu không nỡ để cho ta đi, ta sẽ không đi nữa, ở đây với muội có được không? Vậy sao được? Tỷ với Công Tôn khó khăn lắm mới được gặp nhau, có tình cảm nhất định sẽ thành người một nhà. Muội làm sao có thể giữ tỷ? Công Tôn sẽ mắng muội chết mất. Công Tôn đối với tỷ tình thâm nghĩa trọng, đáng tiếc phụ thân của quân ấy không chịu tiếp nhận hôn sự của hai người. Sống chết đều thấy rõ rồi, còn bận tâm đến mấy thứ này sao? Ta nghĩ rồi, nếu phụ thân của chàng ấy thật sự không chịu đồng ý, ta sẽ đến nhà chàng làm nô tỳ. Chỉ cần có thể ở cùng Công Tôn, cái giá danh phận ta trước giờ đều không quan tâm. Hơn nữa, lâu ngày còn biết lòng người nữa, ngày tháng còn dài, có lẽ phụ thân chàng ấy sẽ tiếp nhận chúng ta. Tỷ tỷ độ lượng như vậy, chẳng trách Công Tôn lại đối với tỷ tình thâm như thế. Muội tin thành ý của tỷ tỷ, nhất định là sẽ làm động lòng người nhà của ngài ấy để hai người sớm thành thân. Lệ Hoa, mấy năm nay chúng ta cũng đã trải qua nhiều chuyện. Có thể sống tiếp và ở bên người mình yêu đã là được ông trời thương xót rồi. Cho nên muội nhất định phải trân trọng người ở bên cạnh mình. Muội đều đối tốt với người bên cạnh mình. Đến nay Văn Thúc đi đánh trận, uy phong lẫm liệt, làm quan mà như làm vua. Hiện tại đệ ấy cũng đã thực hiện rồi, cũng đến lúc lấy vợ, lấy được Âm Lệ Qua rồi. Tỷ nói gì thế? Muội còn phải đánh trận nữa kìa. Còn đánh gì nữa? Vết thương tên bắn của muội suýt nữa làm cho muội mất mạng rồi. Sau này không được khoe tài như thế. Được, muội không khoe tài nữa. Bây giờ mạng của muội là của hai người rồi.
Cô là ai? Cô ấy là vợ của con họ Lữ. Sao người không quan tâm đến nguyện vọng của con thế? Nhưng lúc con không có ở đây tự ý đưa cô ấy về là con dâu của ta độ lượng. Không chê bị thiệt thòi, con còn có gì không vừa lòng? Con đã nói là con không muốn lấy vợ, bây giờ trả vợ về đi, tránh làm lỡ cô nương nhà người ta. Con dám hả? Con đã lâu không ở nhà. Trường Nhi không có cha mẹ chăm sóc rất đáng thương. Phụ thân để cho Lữ Thị vào đây chăm sóc nó. Mấy ngày nay cô ta chăm sóc cho Trương Nhi như con đẻ. Trương Nhi đã coi cô ấy là mẫu thân. Nhưng phụ thân à, nhưng con lại đưa ả tiện tỳ về nhà. Có phải không? Cô ấy không phải là tiện tỳ. Tân mãn đã xong, cô ấy tự do rồi. Phụ thân không biết đấy, cô ấy vì con mà cửu tử nhất sinh. Con tuyệt đối không thể phụ cô ấy. Con muốn phụ thân tức chết có phải không? Nếu con dám bỏ vợ lấy ả tiện tỳ đó thì ta sẽ chết ngay trước mặt con. Phụ thân, phụ thân, xin người đừng vì con và phu quân xích mích mà ảnh hưởng đến hòa khí của cha con. Con chỉ là con gái một gia đình tầm thường, ngưỡng mộ uy danh của phu quân, may mắn được gả vào Phùng gia, không dám làm khó phu quân. Con biết phu quân đã có nữ tử ái mộ trong lòng. Nếu như phu quân quả thật chán ghét con, muốn bỏ con thì con cũng không có gì quán thán. Đại nhân, Đinh Nhu nguyện làm nô tỳ Phùng gia. Xin đại nhân và phu nhân hãy khai ân toại nguyện. An Nhu, khoan, nếu như con muốn thì hãy giữ cô ta lại Phùng gia làm nô tỳ, bằng không thể đuổi ra khỏi cửa Phùng gia. Phụ thân, con không thể làm như vậy. Nô tỳ cảm tạ đại nhân tác thành. Ta cứ ngỡ rằng đã có thể vượt qua được cơn sóng gió, không ngờ lại sinh thêm sự. A Nhu, ta không muốn nàng làm thiếp, lại càng không muốn tình cảnh như bây giờ. Công tử, Lữ Thị phu nhân đã qua cửa rồi, đã là vợ của chàng, là mẹ của đứa trẻ. Đây là một sự thật không thể thay đổi. Cho nên sau này chàng đừng vì thiếp mà làm cho cha chàng giận nữa. A Nhu, nhưng ta... Tấm lòng của chàng ta hiểu. Tấm lòng của ta chàng cũng nên hiểu mới đúng. Bất kể là thiếp hay nô tỳ, đối với ta đều không quan trọng. Quan trọng nhất là được ở bên chàng. Ta đã hứa với Văn Thúc dâng 5 tòa thành cho ngày ấy. Đợi sau khi Văn Thúc đến, ta sẽ đưa nàng đi. Hai chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa. Lương thảo quân nhu của Côn Dương, ta thấy một tháng không thể vận chuyển hết được đâu. Trước mắt vấn đề là lương thực của Hán quân chúng ta được giải quyết rồi. Nói xem, sau khi chúng ta về Quyển Thành, bệ hạ sẽ phong thưởng gì cho chúng ta nhỉ? Xem cái bộ dạng ngươi kìa. Phùng Dĩ, Dương Bá còn về Vĩnh Xuyên để giải quyết việc nhà, vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến chút công lao này. Những công lao này đều là về hết tay chúng ta rồi. Chúng ta cũng không phải là loại người tham công, vốn ra là muốn các huynh đệ đều được phong thưởng. Dù gì thì thập tam kỵ của chúng ta khi đó đã cùng nhau phá dòng dây, xong ra mọi người đã giao hẹn chỉ cần đồng sinh cộng tử. Lý Dật suốt dọc đường không nói câu nào hết. Phải đấy, Lý Dật suốt dọc đường ngươi không nói câu nào hết, e là thần hồn chưa ổn định hả? Mấy huynh đệ của chúng ta đã giàu sống ra chết với nhau. Đợi khi nào đến Quyển Thành, mấy huynh đệ sẽ cùng nói xem công lao này có thể thiếu của Phùng Dĩ và Dương Bá hay sao. Phải đấy, ta tận mắt nhìn thấy tam tướng quân ghi hết tên và công lao của chiến sĩ Côn Dương vào trong sổ sách, sẽ không bỏ sót ai đâu. Nhưng ta thấy lạ thật, lần này tam tướng quân lập công đầu, phen này trở về không thể chỉ là một thái thường thiên tướng quân đấy chứ. Tam tướng quân đâu? Tam tướng quân và âm tướng quân đi với nhau. Âm tướng quân. Ừ.
sau qua chỗ này nàng biết chưa? Lúc ở doanh trại Côn Dương, ta tưởng sẽ không thể gặp lại nàng nữa rồi. Sau đó nhìn thấy khói lửa bay khắp trời là biết nàng đã đến. Thời khắc đó ta cảm thấy ông trời đối với ta thật tốt. Không phải là ta tốt với chàng sao? Không sao chứ. Này chậm thôi, chậm thôi, không nghe thấy à? Nghe rồi ạ. Sao rồi? Không sao, không yếu ớt đến vậy đâu. Nàng lúc nào cũng chỉ cố, ta cho nàng biết lần này nàng phải dưỡng thương cho khỏe. Chưa đầy trăm ngày là không được động dao động thương, không được uống rượu, không được, không được lắm lời. Tam ca, sắp vào đến thành rồi. Bá Thăng đại ca và mọi người đang ở trong thành đợi huynh đấy. Sao rồi? Chàng đi tiếp đón đại ca đi. Ta có hai đệ đệ chăm sóc rồi, không sao đâu. Ta ở đây đợi huynh ấy. Đừng. Đến lúc đó đại ca nhìn thấy ta bị thương, huynh ấy sẽ lại lo đấy. Nàng lo đại ca lại quở trách nàng, đâm bừa đâm bãi chứ gì. Được rồi, ta đi một lát rồi về. Cười gì mà cười? Tam đệ. Đại ca, cho đại ca xem nào, để không bị thương đấy chứ. Không sao. Thế thì được rồi. Tam đệ, ta biết Côn Dương bị bao vây, nhưng lại không đến kịp để cứu. Để đệ phải chinh chiến một mình rồi. Đại ca có lỗi với đệ. Đại ca, huynh đừng nói thế. Huynh xem, đệ vẫn đang yên đang lành mà. Tam ca, thật ra thì đại ca đã sớm muốn đem binh đến Côn Dương, nhưng Vương Khung cứ không cho hết cách, chỉ có đợi đến lúc Quyển Thành đầu hàng. Bây giờ đang chuẩn bị đến Côn Dương để tìm quân đấy. Không ngờ Tam ca đã đại thắng giặc Mãn, 3.000 người đánh 42.000 người. Tam ca, huynh lợi hại quá. Không phải 3.000 là 2.000, với lại đâu chỉ có một mình công của ta. Tam ca, huynh lại khiêm tốn rồi. Bây giờ cả thiên hạ có ai là không biết Tam ca là chiến thần của đại chiến Côn Dương. Đại ca là bá vương, Tam ca là chiến thần. Có hai vị ở đây, chúng ta đánh trận chắc chắn sẽ càn quét thiên quân, không đâu không thắng. Đúng không các huynh đệ? Đúng. Tam ca vạn tuế. Đại ca vạn tuế. Tam ca vạn tuế. Đại ca vạn tuế. Tam ca vạn tuế, đại ca vạn tuế. Bệ hạ đích thân hạ giá đến đón Lưu Tú. Đám người này ngông cuồng đến như vậy, dám hô hào vạn tuế, đại nghịch bất đạo. Hai huynh đệ họ vì trẫm liều mình để chiến đấu, đánh bại giặc Mãn vất vả công cao, sao trẫm lại để bụng với cái thứ hư danh này chứ? Nào nào, theo trẫm xuống đó đón Lưu Tam tướng quân vào thành. Đại ca, tên hoàng đế này quá thật hồ đồ. Xem ra với tình hình này, thiên hạ rơi vào tay huynh đệ Lưu Thị, chúng ta có thể có lợi gì? Trận chiến Côn Dương, đệ và Dương Phụng là chủ tướng mà lại để cho thiên tướng cướp công đầu, hai người làm gì thế hả? Vô dụng. Cô nương, đây là nhà của âm gia chúng ta ở Uyển Thành. Đại ca đã đặc biệt dặn người ta bố trí giống với nhà ở Tân Giả, chỉ đợi tỷ tỷ về thôi. Đúng rồi, tỷ tỷ, tỷ cứ dưỡng thương cho khỏe đi. Đại ca cũng về rồi, bây giờ quân ấy là tướng quân hiệu quyết của Hán quân. Đại ca, sao rồi, vết thương thế nào? Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, sẽ khỏi ngay thôi. Còn nói vết thương nhỏ, may mà mẫu thân không có ở đây. Nếu như người ở đây thì không biết sẽ buồn cỡ nào nữa. Mẫu thân vẫn khỏe chứ ạ? Đại ca, sao huynh lại làm hiệu quyết của Hán quân rồi? Chuyện này nói ra rất dài. Huynh nhi, đỡ tỷ đệ ngồi xuống đi. Trận chiến Côn Dương, Hưng Nhi dẫn theo môn khách hộ vệ của âm gia tham chiến. Lập trường của âm gia không cần nói cũng biết được, Lưu Quyền đích thân hạ chiếu phong ta làm hiệu úy, còn phá lệ ban thưởng.
này không thể không gia nhập Hán quân được. Xem đi, nhà ta cũng chuyển tới đây rồi. Mẫu thân cũng đến sao? Mẫu thân không đến. Đệ đã đưa mẫu thân và thân quyến nhà đến Diệp Dương hết rồi, như vậy cũng không đến nỗi cả nhà phải bị quản chế. Bệ hạ muốn lôi kéo Âm gia sao? Đại ca, có phải là muội đã liên lụy tới mọi người rồi không? Không đến mức là liên lụy. Lệ Hoa, chuyện mà muội làm thật ra cũng là chuyện mà Vi Quynh muốn làm. Muội báo thù cho phụ thân và mẫu thân. Âm gia có đứa con gái như muội, đại ca thấy rất vui. Muội yên tâm, tuy rằng giờ bọn ta đang ở dưới hiên nhà của người ta, nhưng cũng không đến nỗi để cho người ta ức hiếp. Nếu không thành, đại ca cũng bảo vệ được muội. Ít nhất thì cũng sẽ không để muội bị thương nặng như thế này. Đây là do tự muội không cẩn thận thôi, còn bảo vệ hắn hả? Nếu không phải vì Lưu Tú, muội có bị thương không? Đại ca, cả nhà ta đều tới Uyển Thành hết, sẽ không có rắc rối gì chứ? Chuyện này cũng khó nói. Tuy Hán quân đã thu phục Nam Dương, nhưng theo ta thấy vẫn không thể yên tâm được. Muội và Đặng Thần biểu ca được biết là thân thích của Lưu Diễn. Bây giờ Lưu Diễn công còn nhiều hơn chủ, thành thế rất lớn. Muội thấy đám Dương Khuôn và Lưu Quyền có thể không kiêng dè, có thể để cho mặt họ ngày càng lớn quyền không? Vì vậy các muội phải nhớ kỹ, sau này ra ngoài hành sự phải cẩn trọng. Sao hả? Uống say rồi ạ? Say rồi sao? Tam ca, huynh hãy để ta say đi, nếu không trong lòng ta sẽ khó chịu. Không phải mới thắng trận sao? Sao đệ lại khó chịu hả? Đệ sao thế? Đệ sao? Tam ca, chỗ này của ta kềm nén rất khó chịu. Ta muốn giết người, ta muốn báo thù. Để muốn giết ai? Sầm Bành, nếu không phải tại hạ thì lúc gặp nhau ở Trường An, người thân của chúng ta sẽ không chết thảm như vậy. Bây giờ hắn đã quy thuận đại ca rồi. Ta biết đại ca nói là không được gây rắc rối cho hắn, còn nói là tam ca biết được nặng nhẹ. Các huynh có thể nhịn được, nhưng ta không nhịn được. Ta không nuốt trôi cục tức này. Bất luận thế nào, tối nay ta cũng phải lấy đầu của hắn để cúng tế những người thân đã chết của ta. Để uống sai rồi, ta không có sai. Ta đã nghĩ kỹ rồi, tối nay sẽ ra tay. Ta phải lấy đầu của hắn, cúng tế những người thân đã chết của chúng ta. Không được, để không được đi, nghe lời tam ca đi. Tam ca, huynh hãy nghe ta. Đại ca không thể ra tay, nhưng ta có thể. Ta đi. Để uống say rồi, không giết nổi Sầm Bành đâu. Để ta đi. Tam ca, yên tâm, ta sẽ làm tốt chuyện này. Để có lời ăn nói với những người thân đã chết của đệ, của Lưu gia, của nhà chúng ta. Tướng quân Lưu Tú tướng quân cầu kiến. Mời vào đi. Tam tướng quân đến tìm ta muộn như vậy là muốn lấy mạng của ta sao? Đúng vậy, ngươi biết ta sẽ đến à?
Nghe đồn Lưu Tú, Lưu Văn Thúc trọng tình trọng nghĩa, lệnh Quynh, lệnh Tỷ chết ở Trường An. Ta đoán chắc tối nay tướng quân sẽ đến. Nếu đã thế, Sâm Bành, cách ngài ở Trường An 213 ngày rồi. Hôm nay ta lấy thủ cấp của ngươi báo thù cho người thân. Ngươi cười cái gì? Theo ý ngài nói, mỗi một tướng sĩ trong lúc loạn thế, ai mà chẳng mang theo thù hận. Tướng sĩ Tân Quân chết trong trận chiến ở Côn Dương, tướng lĩnh của ta chết đói lúc giữ Uyển Thành. Ai mà chẳng có cha mẹ huynh đệ, ai mà chẳng có vợ con. Hai quân giao chiến, mỗi bên mỗi chủ. Thân là võ tướng, tuân thủ chức vụ là trách nhiệm của ta. Nếu tướng quân cảm thấy Sầm Bành ta đáng chết thì cứ ra tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 迎风绽放。